đây là cái kỷ niệm ngày 19 tháng 4 năm 1995, đúng 9 giờ 01 phút khi tòa nhà Federal Building ở Oklahoma đã bị bom đạn đặt nổ tung và giết không biết bao nhiêu người. Đây là cái building, một phần của nó bị nổ tung, người ta còn giữ lại để làm kỷ niệm.